Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024. Như vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa, các sĩ tử sẽ chính thức bước vào kỳ thi. Thời điểm này là giai đoạn nước rút để các nhà trường tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 9, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho các em trước kỳ thi quan trọng này. Phần lớn thời gian tự ôn tập ở nhà, Thanh Tú dành cho việc luyện đề. Các bộ đề thi, bài tập đã được cô giáo gửi vào nhóm Zalo của lớp hàng ngày. Bất cứ khi nào có vấn đề thắc mắc hay bài tập khó cần giải đáp, em đều có thể nhận được sự hỗ trợ từ các thầy cô mà không cần phải chờ tới lớp. Những cái kiến thức mà mình không biết được các thầy các cô chỉ bảo kịp thời thì đã khiến em có kiến thức đấy và tự tin hơn để giảm bớt những cái áp lực, những cái khó khăn trong quá trình học tập. Xác định sự đồng hành, hỗ trợ của giáo viên có ý nghĩa rất lớn với học sinh, nên trường Trung học Cơ sở Yên Luật đã ưu tiên bố trí những giáo viên có chuyên môn, phương pháp giảng dạy tốt nhất phụ trách khối lớp 9. Từ tháng 1 năm 2024, ngoài duy trì chương trình chính khóa vào buổi sáng, nhà trường tăng thời lượng ôn tập vào các buổi chiều để củng cố kiến thức cho học sinh. Việc ôn tập được thực hiện theo từng chuyên đề thông qua việc luyện các bộ đề. Trong quá trình luyện đề cho học sinh ấy, thì chúng tôi cũng phân chia ra thành cái đối tượng học sinh, ví dụ như là ở cái mức độ trung bình hoặc là khá giỏi thì chúng tôi cũng phân hóa đối tượng học sinh, và nếu như mà các em mà mắc ở nội dung nào đấy thì là ngoài bạn bè hỗ trợ ra thì thầy cô cũng hỗ trợ các em trong quá trình các em luyện đề. Năm nay, huyện Hạ Hòa có hơn 1.600 học sinh lớp 9 đang học tại 18 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Cùng với kỳ thi khảo sát chất lượng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng tổ chức các kỳ thi khảo sát để giúp các nhà trường có thể đánh giá chất lượng công tác ôn tập. Từ đó, điều chỉnh phù hợp, kịp thời đề ra các biện pháp bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu cho học sinh. Ngoài việc các thầy cô hướng dẫn cho bọn em những kỹ năng để làm bài thì còn chia sẻ cho bọn em thêm những kinh nghiệm để có thể phân bố thời gian hợp lý hơn, như là khi nhận bài thi thì mình phải bình tĩnh, đọc kỹ đề rồi làm những câu dễ trước, những câu khó thì có thể để từ từ suy nghĩ sau, không nóng vội khi làm bài. Thông qua việc là trao đổi chuyên môn giữa các nhóm tổ chuyên môn, giữa các giáo viên trong nhóm chuyên môn, rồi xây dựng một cái kế hoạch ôn tập cho các em có cách hợp lý và phân bố thời gian từ đầu, đấy, từ đầu ấy, các em đã được học các cái nội dung cơ bản, kiến thức cơ bản. Sau đó dần dần các em sẽ được giải ra, giúp cho các em có được cái thời gian ôn tập và nghỉ ngơi nó hợp lý, để một phần nào để giúp cho các em nó đỡ đi áp lực. Ngoài tăng cường hỗ trợ học tập, các trường trung học cơ sở cũng chủ động cung cấp thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10, định hướng việc đăng ký nguyện vọng của học sinh sát với năng lực học tập của các em. Năm nay là năm thứ hai thí sinh đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên phần mềm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường, thứ nhất là rà soát toàn bộ cái cơ sở dữ liệu ngành, đặc biệt là các cái thông tin của các em học sinh lớp 9 để cập nhật đầy đủ cái thông tin của các em trên cơ sở dữ liệu ngành. Thứ hai là chỉ đạo các nhà trường là hướng dẫn các em học sinh là đăng ký tuyển sinh theo cái phần mềm tuyển sinh của Sở Giáo dục Đào tạo. Toàn tỉnh hiện có hơn 24.600 học sinh lớp 9, trong khi chỉ có hơn 17.200 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập và tư thục. Vì thế, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn được xem là một trong những kỳ thi đầy khó khăn, căng thẳng. Các trường cần phối hợp với gia đình trong việc phân luồng học sinh, quản lý và tạo điều kiện để các sĩ tử được học tập, ôn luyện tốt nhất trước kỳ vượt vũ môn quan trọng sắp tới.